vấn đề này với tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, chuyên gia đến từ Đại học Bristol, Anh Quốc. Vâng, xin chào anh Tuấn. Theo anh thì chúng ta có cần phải có những chính sách hỗ trợ cho thị trường bất động sản trong thời gian này hay không ạ? Nó sẽ phải có một cái gói hỗ trợ, nhưng mà nó sẽ không phải nằm trong gói ưu tiên cho các doanh nghiệp như các doanh nghiệp sản xuất. Chúng ta thấy không phải tất cả các doanh nghiệp bất động sản đều sẽ gặp vấn đề, mà là một số doanh nghiệp bất động sản sẽ gặp vấn đề. Và trong đó có một số doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu và một số nhà đầu tư cá nhân đã mua trái phiếu. Thì đó mới là một cái rủi ro. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là khi một số doanh nghiệp bất động sản lớn họ còn có thể gượng được và họ còn có thể tiếp cận được nguồn tài chính thì họ có thể đi mua lại dự án. Và như vậy thì cái lối ra của bất động sản nó giống như ở các nước khác thôi. Chúng ta cũng thấy bất động sản của các nước khác là ngay sau khi kinh tế mở cửa trở lại, chúng ta thấy là bất động sản của Anh tăng cao nhất trong vòng 18 tháng trở lại đây. Và trong đó có những cái mức tăng trưởng trong vòng 5 hoặc 6 năm chưa từng nhìn thấy trên thị trường nhà. Thì có nghĩa là khi mà mở cửa lại thị trường bất động sản họ sẽ tăng rất mạnh. Tất nhiên chúng ta sẽ phải có một cái số hỗ trợ thanh khoản và hỗ trợ về lãi suất cho một số doanh nghiệp có khả năng, nhưng mà chúng ta không thể hỗ trợ ở diện rộng được. Và đây là một cái sự tự thân vận động giữa hệ thống ngân hàng và các công ty bất động sản, và ai có thể hỗ trợ đến đâu, nhận hỗ trợ đến đâu thì hệ thống sẽ phải cố gắng vận hành. Và phần còn lại thì chúng ta phải chấp nhận là nếu như doanh nghiệp không thể tồn tại được thì người ta bán lại dự án thôi, và hoặc là một số dự án ngân hàng sẽ thu hồi và sau đó sẽ tiến hành phát mãi lại, và đó là một cái tiến trình rất là bình thường.